Mình chào tất cả các bác. Hôm nay cùng giới thiệu với các bác một bộ cấu hình karaoke rất là đặc biệt. Hôm nay thì thật sự là đây không phải là một bộ cấu hình mà là hai thiết bị karaoke cho một bạn, đó là bạn Nguyễn Hoàng Tùng. Số điện thoại là 7515. Bạn ở số nhà 58 đường 21/8 Phan Giang, Ninh Thuận. Thì với một bộ cấu hình như này, bạn còn lấy của bên Thắng Cao Audio một chiếc vang cơ. Chiếc vang cơ giá không hề cao, chỉ 1.400.000 đồng thôi. FX100 cùng mình một chiếc máy nâng tiếng EX3000. Với hai thiết bị sản phẩm này, em cho nhỏ xuống một chút. Với hai thiết bị này thì các bác có thể karaoke rất là dễ dàng. Và bên em cũng đã căn chỉnh cho tất cả các bác rồi các bác nhé. Đây là phần mic tune, các bác có thể căn chỉnh thêm. Đây là phần mic tune, là phần chỉnh loud và high, bass và treble của mic. Đấy, phần bass và treble này, đây bên này là của nhạc. Đấy, và đây là cái phần echo, chúng ta có thể tùy chọn. Đấy, các bác có thể là cho to nhỏ echo lên. Đấy, đây là to nhỏ nhạc này. Con này thì đánh cực kỳ là hay rồi. Hiện tại em đang ghép với loa KS6120 các bác nhá. Từ thường mà nhưng mà check thì check neo. Đôi loa này có giá là 10 triệu đồng. Cùng ghép với bộ này em có Yamaha P8000S với cấu hình là 40 sò, công suất ra là 800W trên một kênh, và sử dụng một máy nâng tiếng. Một máy nâng tiếng này cho tiếng bass, nâng tiếng nhạc, tiếng hát rất là tốt. Các bác có thể nghe đấy. Khi tắt máy nâng tiếng, tiếng tối hơn rất là nhiều, nhưng khi bật lên này, đấy, tiếng check và tiếng bass rất là rõ ràng. Đấy, đấy, các bác có thể thấy. Phương án ghép nối như sau, em cũng sẽ hướng dẫn cho anh. Nhạc đầu vào thì chúng ta có thể là đấu vào kênh ACHA hoặc kênh CHB bên cạnh các bác nhé. Và chúng ta có cắm jack output. Xin lỗi tất cả các bác. Chúng ta có thể cắm output R và L thì chúng ta sẽ cắm xuống input. Đấy, R và L output này thì chúng ta sẽ cắm xuống input là hai jack đen này. Đấy, em để hai jack nó khác màu đi. Và jack đỏ này đó là output. Output thì chúng ta sẽ cắm xuống cái âm ly. Bạn này bạn sử dụng âm ly nên mình sẽ cắm xuống cho cái jack này, thì các bạn sẽ cắm xuống âm ly rất là ok luôn. Đấy, sẽ cắm xuống âm ly. Đấy, coi như là cái cục đẩy này là âm ly. Và sau này khi nhận được bộ này thì cái âm ly của bạn thì cũng thành cái cục đẩy thôi. Đấy, bát check đằng sau này chúng ta để ở mức 11 giờ các bác nhé. Đấy, và em nhắc lại, đầu ra RL của vang thì cắm xuống đầu input của nâng tiếng, còn đầu output của nâng tiếng thì chúng ta sẽ cắm xuống cục đẩy hoặc là chiếc âm ly cái cầu AB của mình. Đấy, thế là ra loa ok thôi. Đấy, còn đâu các bác có muốn chuyển kênh CHA, CHB thì chúng ta có thể ấn ở đây. Đấy, chuyển kênh. Đấy, chuyển kênh đầu vào. Đấy, còn với lượng mic thì chúng ta để như này. Các nút này thì cũng để như vậy. Và điều quan trọng nhất là trên cái âm ly, tất cả âm lượng, kể cả phần âm lượng bên music và phần âm lượng bên ga tổng thì chúng ta để cái mức là 12 giờ như thế này thì rất là ok luôn. Và bây giờ em sẽ thử luôn tiếng mic cho tất cả các bác cùng tham khảo các bác nhé. Đấy, em sẽ thử. Đây là tiếng nhạc các bác nhá. Ấn nâng tiếng đi. Ấn nâng tiếng vào. Đấy, và đây là tiếng mic khô. Đấy, đây là tiếng mic khô rất là sáng, trong trẻo luôn. Và em có cho echo lên. 6789. 1 2. Bác nhớ là về cái âm ly thì bác sẽ để ở mức 12 giờ tất cả cho em các bác nhé. Và đây là echo, muốn to nhỏ, to nhiều hay muốn nhiều echo hay ít echo ở đây. Và chúng ta có thể chỉnh delay để cho nó 6-7, nó dài hơn. Đấy, dài hơn. Bình thường em sẽ để mức 37 và echo 6-7. Nếu mà giọng mình yếu thì mình sẽ để mức 5-7 hoặc 6-7. Nếu giọng mình khỏe thì mình để mức 3-7. Đấy, tùy vào cấu hình của nhà mình. Đấy, thì cái này thì rất là đơn giản thôi. Hôm nay em test tất cả các chức năng. Đấy, em test tất cả chức năng cho bạn Tùng. Thì về có vấn đề gì bác cứ liên hệ trực tiếp. Và đây là tiếng nhạc. Đấy, nói chung là rất là ok luôn các bác nhé. Đấy, thì
Với một bộ cấu hình này giá rất là rẻ, chỉ với là 3.600.000 đồng thì các bác có thể sở hữu được bộ cấu hình này và tặng tất cả dây rác các bác nhé. Rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những video lần sau. Các bác lưu ý thì với một bộ cấu hình như này em xin lỗi tất cả các bác. Giọng khàn quá, không hát được chứ không em hát thử cho các bác cùng nghe. Với bộ cấu hình như này thì em có tặng bác Tùng thì tặng hai đôi Canon. Một đôi là Canon da Canon và một đôi Canon Sony các bác nhé. Đấy, về rất là tiện ghép nối luôn. Rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau ạ.